các đơn vị chú ý, nghi phạm của hai người hiện đang chuẩn bị lên xe tẩu thoát. Mày lên của thằng điên. Ê, chờ em với. Yêu cầu chi viện, rốt cuộc là nó mua bao nhiêu đồ vậy hả? Nào nhìn nhé, không có quan trọng, quan trọng là mày giữ lại hết rồi. Giờ tính làm sao đây anh? Em không có muốn bị bắt. Nghĩ như mày nghĩ nhau muốn bị bắt ở nhanh lắm hả? Có bắt thì bắt anh thôi mà. Ừ, phải gì lúc trước mình nhờ công ty Quý Nam mua là được rồi. Quý Nam mới nhử gì chứ không có biết. Nhau như biết là nó nhổ rồi. Coi chừng cán con gián kìa. Mày nhảnh quá. Tại sao em thấy càng ngày càng xa vậy hả anh? Nhau cũng không có biết nữa. Nhau nghĩ nhạc giường con mẹ như rồi. Hả? Mà hôm nay là ngày mấy vậy hả anh? Giờ vậy mày hỏi gì nữa nhà mày? Để em biết ngày còn ăn năm giờ. Đại ca, đại ca, đây là đâu vậy mày? Thái Lan, ví dụ gì nữa đi trời. Đại ca hết bị đớt luôn rồi hả? Có ai chỉ cho tao biết là mình đang ở đâu hay không? Theo suy luận của em, ở đây có quá trời cây. Em nghĩ là tụi mình đang ở trong rừng đó anh. Mày khùng hả? Thằng điên nó cũng biết là mình đang ở trong rừng đó. Vậy mà lúc nãy cũng có thằng điên nào nó hỏi chứ bộ. Thằng bệnh hoạn này. Ý tao muốn hỏi là mình đang ở đâu á. Chứ đi như vậy hoài biết khi nào mới tới Việt Nam. Thì cũng tại anh thôi chứ ai. Mà làm gì nói thầy tao hả mày? Em đã nói là mua hàng Thái thì tới công ty Quý Nam đi không chịu. Cứ một hai đòi tự đi mua không à. Yếu yếu mà mày đặt ăn hủ tiếu thiếu thì ai mà biết bị tính thuế đâu. Tao tính qua đây mua về bán cho nó có lời. Mà không biết ở trong rừng này có an toàn hay không nữa. Em nghĩ là không sao đâu. Lên quá, có bản đồ nè, vậy là ok rồi. Cao mà cứu. Trời đất quỷ thần ơi, ai làm ơn phước cứu tôi với. Trời đất ơi, tôi còn viên đó, tôi không có muốn chết ở đây đâu. Tao mới thấy được cái bản đồ mày làm mất cha nó rồi. Bản đồ mà cũng có cha nữa hả? Sao không? Vậy má nó bản gì? Là cái bản mặt của mày đó. Mày ngu, mày bị lú hả? Hả? Mày có bị điên thì chết từ nhỏ đi chứ sống chi cho chật đất vậy trời. Má của em cũng nói vậy á. Tao mà biết sớm tao kêu bà bóp cái mũi cho mày chết chứ rồi. Bà của em cũng nói vậy á. Trời ơi, chân tao điên quá. Cơm đau không đau, bình tĩnh đi anh. Bình tĩnh cái gì được hả? Hả? Hả vậy nè. Sao mày quánh tao? Em tạo điểm nhấn á. Sao mày không nhấn vô mặt mày đi? Tại em kêu anh tới Quý Nam nhờ người ta mua giùm anh không chịu. Mày đợi qua tới Thái Lan rồi mày mới chịu nói. Mày nói cái kiểu đó ai mà biết được. Thì em nghĩ nói trước nói sau gì cũng vậy hả? Thằng ba trận, mày chùi đít trước rồi mày đi ỉa sao có được hay không hả? Nè dạ. Chủ gì nữa hả? Em tạo tiết tấu. Sao mày không tấu vô mặt mày? Em bị khùng chứ đâu bị ngu. Mà nãy giờ mày nói công ty Quý Nam là công ty gì? Quý Nam là công ty chuyên tìm và mua các nguồn hàng sỉ ở Thái Lan, chuyển hàng bao thuế, bao hải quan, mua hàng miễn phí, phí vận chuyển tốt nhất thị tại trường. Tại sao bây giờ mày mới nói? Tủ cha mày. Rồi còn dịch vụ gì nữa? Hả? Còn chuyển tiền sang Thái và thanh toán hộ chỉ trong vòng 5 phút, với lại bảo hiểm 100% giá trị hàng hóa mà không phải mua bảo hiểm. Hả? Đại ca ơi, bên trái đại ca có cái gì kìa? Cái gì hả mày? Tao đang khóc nè. Bên trái kìa. Kìa. Cái gì vậy mày? Ôi da. Mày rắp cái gì vậy hả? Em cũng không biết nữa. Thấy trong phim người ta hay làm vậy lắm. Ôi trời ơi. Thôi em ráng đi, nó không hết độc thì nó cũng chạy nọc thôi, có gì đâu. Phải chỉ lên quynam.com là được rồi. Quý Nam chuyển hàng bằng đường biển, đường bộ hay đường hàng không gì cũng được hết. Vậy đường thốt nốt được không mày? Được chứ. Lấy đi chọi bể mặt mấy cái thằng nói chuyện vô duyên á.